Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Cuối tháng 3 năm 1975, sau hàng loạt các thất bại mang tính chiến lược tại Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng, Việt Nam Cộng Hòa đã mất hoàn toàn vùng 1 chiến thuật và gần như toàn bộ vùng 2 vào tay quân giải phóng miền Nam. Ngay sau khi Đà Nẵng thất thủ vào ngày 29 tháng 3, chính quyền Sài Gòn đã gấp rút tổ chức một tuyến phòng thủ mới từ Phan Rang qua Xuân Lộc đến Tây Ninh nhằm tạo một lá chắn che chở cho Sài Gòn từ phía đông vốn đang đứng trước làn sóng càn quét mạnh mẽ như vũ bão của quân giải phóng. Video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng theo dõi cách mà quân giải phóng đã đập tan tuyến phòng thủ ấy như thế nào. Thị xã Xuân Lộc với vai trò là một vị trí chiến lược quan trọng vì là điểm nút của ba con đường quốc lộ từ miền Trung vào theo quốc lộ 1, trên cao nguyên đổ xuống theo quốc lộ 20 và ở duyên hải phía đông tiến về theo quốc lộ 15. Xuân Lộc đã trở thành cánh cửa thép buộc quân giải phóng phải mở ra nếu muốn tiến về Sài Gòn, cách đó chỉ chưa đầy 80 km. Tiến về Sài Gòn theo đường quốc lộ 1 là con đường lớn và thuận tiện nhất để có thể hành quân với cơ giới và tăng thiết giáp. Chỉ còn mỗi cách vượt qua Xuân Lộc nếu không muốn đi vòng lên qua vườn quốc gia Cát Tiên rất xa hay là men theo đường bờ biển sẽ dễ bị tàu chiến pháo kích. Giới lãnh đạo của Việt Nam Cộng Hòa đã chỉ thị bằng mọi giá phải giữ cho được Xuân Lộc. Lực lượng hai bên trong chiến dịch Xuân Lộc. Về phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa gồm có sư đoàn 18 bộ binh, 9 tiểu đoàn địa phương quân, 1 trung đoàn thiết kỵ, 1 liên đoàn biệt động quân, 9 tiểu đoàn bảo an, 2 tiểu đoàn pháo binh và các lực lượng lữ đoàn dù. Tổng quân số toàn tuyến là khoảng 35.000 quân. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ của 2 sư đoàn không quân từ phi trường Biên Hòa và Cần Thơ yểm trợ chiến thuật. Toàn bộ tuyến phòng ngự nằm dưới sự chỉ huy của chuẩn tướng Lê Minh Đạo. Về phía quân giải phóng miền Nam, quân đoàn 4, một trong 4 quả đấm thép của bộ là lực lượng tham chiến chính. Ngoài ra, còn có 1 trung đoàn tăng thiết giáp, 1 trung đoàn pháo binh, sau còn được tăng cường thêm 1 sư đoàn bộ binh 325 và 1 đại đội xe tăng. Tổng quân số khoảng 40.000 người do thiếu tướng Hoàng Cẩm làm tư lệnh. Diễn biến nảy lửa của chiến dịch Xuân Lộc. Đợt 1, quân giải phóng tấn công và quân lực Việt Nam Cộng Hòa phản kích. 5 giờ sáng ngày 9 tháng 4, quân giải phóng bắt đầu pháo kích dữ dội, bắn cấp tập hơn 3.000 quả đạn pháo vào các mục tiêu trong thị xã trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ. Sau đó, các cánh bộ binh bắt đầu tấn công vào ngoại vi thị xã từ các hướng Đông Bắc, Tây Bắc và Tây Nam. Các đơn vị xe tăng và pháo binh yểm trợ các sư đoàn bộ binh tấn công mạnh vào các đơn vị và căn cứ tiền đồn của quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhưng bị phản kích dữ dội và hứng chịu thương vong nặng nề, buộc phải dừng lại ở ngoại vi thị xã sau khi chiếm được một vài căn cứ nhỏ lẻ. Tuy nhiên, quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng hứng chịu không ít tổn thất. Các trục lộ chính phía Bắc Xuân Lộc đều bị cắt đứt, tuyến phòng thủ ngoại vi thị xã thì bị tan vỡ. Toàn bộ lực lượng phải rút vào trong thị xã Xuân Lộc để cố thủ. Sáng sớm ngày 10 tháng 4, quân giải phóng miền Nam lại tiếp tục pháo kích trong hơn 1 giờ đồng hồ để dọn đường cho xe tăng và bộ binh đổ quân đột phá. Sư đoàn 7 đánh thọc từ phía Bắc xuống căn cứ sư đoàn 18 Việt Nam Cộng Hòa nhưng tiếp tục bị phản kích quyết liệt, nên toàn bộ lực lượng quân giải phóng miền Nam vẫn dậm chân tại chỗ. 7 giờ sáng ngày 14 tháng 4, quân giải phóng miền Nam pháo kích dồn dập trong hơn 1 tiếng đồng hồ rồi bắt đầu tấn công, nhưng cũng vẫn không thể chiếm được các mục tiêu là sở chỉ huy sư đoàn 18 và hậu cứ chiến đoàn 43 và 52 vì các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa được không quân để trợ tối đa với hơn 80 lượt máy bay chiến đấu mỗi ngày chống trả cực kỳ dữ dội. Cuộc chiến kéo dài ác liệt, cả hai phía đều ra sức giành giật từng ngôi nhà, từng điểm phòng ngự. Sau 3 ngày chiến đấu, quân giải phóng đã chịu thương vong lớn với khoảng 300 chiến sĩ hy sinh, 1.000 chiến sĩ bị thương. Trong 2 ngày tiếp theo, quân lực Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu tăng viện và thực hiện không vận binh sĩ đến tái chiếm lại các vị trí trọng yếu bị mất vào tay quân giải phóng. Chiến sự vẫn cực kỳ dai dẳng và khốc liệt với những thương vong nặng nề cho cả hai bên. Nhìn chung sau 5 ngày đầu, quân giải phóng không hoàn thành được các mục tiêu đề ra, thế nhưng cũng kịp phá vỡ tuyến phòng thủ bên ngoài, cắt đứt trục lộ 1 và 20, cô lập Xuân Lộc, khiến bộ chỉ huy sư đoàn 18 bị uy hiếp, buộc phải rời vị trí về ngã ba Tân Phong. 13 ngày đêm chiến đấu quyết liệt tại Xuân Lộc đã chứng kiến sức tấn công mãnh liệt theo chỉ thị, thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng của quân giải phóng và cũng chứng kiến khả năng kháng cự và phản công mạnh mẽ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau này được ghi lại dưới lời kể của phóng viên quốc tế như sau: tinh thần binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Xuân Lộc đang lên rất cao, hệ thống truyền tin rất tốt, các đơn vị dù và biệt động quân đã đến, con đường Sài Gòn được khai thông, các sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang gọi pháo binh và không quân yểm trợ rất chính xác và nhanh chóng, tình trạng chiến đấu của họ gần giống như lúc mà quân đội Mỹ vẫn còn yểm trợ. Khả năng đánh sập cánh cửa thép Xuân Lộc của quân giải phóng bị đặt một dấu hỏi to tướng. Trong khi đó, sức kháng cự mạnh mẽ của binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa mà nòng cốt là sư đoàn 18 của Lê Minh Đạo như thắp lên một tia sáng cuối đường hầm cho chính quyền Sài Gòn đang cận kề với hồi chuông báo tử và hy vọng giữ vững chế độ lại sống dậy cho lòng Sài Gòn. Thậm chí tướng Lê Minh Đạo còn cho họp báo tại mặt trận tuyên bố thách thức tướng Hoàng Cầm. Về phía quân giải phóng miền Nam
đã có những hoang mang dao động nhất định trong hàng ngũ lãnh đạo khi mà lực lượng không thể tiến lên được và bị thiệt hại tương đối nặng. Trong tình thế đó, vị cứu tinh của quân giải phóng miền Nam, người đưa ra quyết sách với Thành Diệt Viện, giống như cách mà năm xưa Lê Lợi đã tiêu diệt quân Minh, đã xuất hiện. Cánh cửa thép bị đập tan trong chiến dịch Xuân Lộc. Chiến sự tại Xuân Lộc cho đến ngày 13 tháng 4 vẫn tiếp diễn theo kịch bản quân giải phóng tấn công, quân Việt Nam Cộng Hòa phản kích. Phía quân giải phóng vẫn chưa đạt được mục tiêu. Xuân Lộc thì vẫn như cái gai trong mắt các tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam. Cánh cửa thép vẫn đứng sừng sững như thách thức mọi nỗ lực tiến về Sài Gòn của quân giải phóng. Trong tình thế ấy, tướng Trần Văn Trà, tư lệnh quân giải phóng miền Nam đã rời đáp bản danh, trực tiếp đến tận nơi thị sát. Và theo sự chỉ đạo từ trước đó của tướng Văn Tiến Dũng, tướng Trà đã đề ra phương án tác chiến mới, thứ mà ở phần trước chúng ta gọi là kế vây thành diệt viện, giống như cái cách mà Lê Lợi đã hạ thành Đông Quan ngày xưa. Tướng Trà nhận định, đối với toàn tuyến phòng thủ Sài Gòn, Xuân Lộc chỉ có giá trị khi còn nối liền với Biên Hòa và Sài Gòn. Nếu cắt rời Xuân Lộc ra khỏi Biên Hòa và Sài Gòn thì Xuân Lộc sẽ không còn ý nghĩa. Để chiếm được Xuân Lộc, không nhất thiết phải tập trung một lực lượng lớn đánh vỗ mặt vào một khu vực có lực lượng đối phương đông và mạnh, mà có thể dùng thế trận để giải phóng Xuân Lộc. Do vậy, Bộ Chỉ huy Chiến dịch và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã quyết định ngừng tấn công vào các vị trí trọng thị xã để chuyển đổi thế trận và cách đánh. Ngày 14 tháng 4, Trung đoàn 165 và Trung đoàn 266 thực hiện tấn công nhằm duy trì áp lực vào quân Việt Nam Cộng Hòa bên trong thị xã Long Khánh. Biện pháp nghi binh này khiến cho quân Việt Nam Cộng Hòa vẫn tin rằng quân giải phóng tiếp tục chuẩn bị đánh tiếp. Các đơn vị quân giải phóng tại chỗ và từ Tây Nguyên xuống vừa được tăng cường đánh chiếm Dầu Dây và Núi Thị, thêm một đoạn đường số 1 và đoạn đường số 20 còn lại, thực hiện chặn đánh, ngăn quân Việt Nam Cộng Hòa từ Biên Hòa, Trảng Bom lên phản kích. Trung đoàn 209 cũng triển khai lực lượng trên vòng cung Đông Bắc chi khu Tân Phong, chặn đánh lữ đoàn 1, cắt liên lạc với chiến đoàn 43 trong thị xã. Các đơn vị còn lại giữ vững ở vị trí chuẩn bị tấn công. Như vậy, thế trận vây thành đã được bố trí và thực hiện khá thành công. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì vẫn không hay biết rằng sắp có trận đánh lớn. Trái lại, động thái làm dịu chiến sự của quân giải phóng lại làm chính quyền Sài Gòn lầm tưởng rằng quân giải phóng đã bỏ cuộc. Nguyễn Văn Thiệu làm truyền tin dùm beng về chiến thắng Xuân Lộc, về khả năng chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã được phục hồi và đã chấm dứt thời kỳ rút lui và còn đủ mạnh để giữ vững chế độ. Lê Bình Đảo dõng dạc tuyên bố, Việt Cộng dù có thêm mấy sư đoàn nữa cũng không thể chiếm được Long Khánh. Việt Cộng muốn qua Long Khánh phải bước qua xác của đảo này. Ngày 15 tháng 4, quân giải phóng bắt đầu chuyển hướng tấn công. Pháo 130 ly tập trung toàn bộ hỏa lực bắn phá dồn dập vào sân bay Biên Hòa, cày nát đường băng không cho máy bay cất cánh hiểm trợ Xuân Lộc. Cùng lúc đó, các đơn vị hiệp đồng binh chủng của quân giải phóng miền Nam giao chiến ác liệt với chiến đoàn 52 thuộc sư đoàn 18 bộ binh tại ngã ba Dầu Dây trong một trận chiến mang ưu thế về binh lực và hỏa lực nghiêng hẳn về phía quân giải phóng miền Nam. Cuối cùng, chiến đoàn 52 bị đánh quỵ vào đêm ngày 15 tháng 4. Đại tá chiến đoàn trưởng cùng với 200 binh sĩ còn sống sót bắt đầu rút lui. Quân giải phóng làm chủ hoàn toàn Dầu Dây, cắt đứt Xuân Lộc với Bảo Cá, chiếm luôn đường 20. Bị mất Dầu Dây nên trong hai ngày 16 và 17, sở chỉ huy tiền phương của quân đoàn 3 quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Trảng Bom đưa lữ đoàn 3 thiết giáp gồm 200 xe tăng, xe bọc thép và chiến đoàn 8 sư đoàn 5 tổ chức phản kích quy mô lớn dưới sự yểm trợ của hơn 100 khẩu pháo và 125 lần chiếc máy bay cất cánh mỗi ngày. Dầu Dây bỗng chốc trở thành điểm quyết chiến khốc liệt nhất trong cuộc đọ sức nảy lửa tại Xuân Lộc. Tổn thất của cả hai bên tiếp tục tăng lên mỗi ngày. Sau hai ngày cuồng thảo ác liệt nhưng vẫn không giành lại được Dầu Dây, tinh thần binh sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã suy sụp. Cùng thời gian này, tại khu vực thị xã Xuân Lộc, sư đoàn 7 và sư đoàn 341 liên tục tấn công, đánh tan tác hai chiến đoàn 43 và 48, diệt luôn lữ đoàn 1 dù. Bộ đội địa phương vào du kích Xuân Lộc cũng diệt và bốc rút rất nhiều đồn bốt trên các trục đường giao thông và vùng ven thị xã Long Khánh. Tin xấu liên tục ập về chính quyền Sài Gòn khi cùng thời gian trên, sau khi giải phóng Nha Trang, Cam Ranh, cánh quân Duyên Hải mà nòng cốt là quân đoàn 2 dưới trướng của Lê Trọng Tấn và Nguyễn Hữu An đã đập tan tuyến phòng thủ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Phan Rang, tiến vào giải phóng Phan Thiết, Hàm Tân và tiến tới khu vực rừng lá chi viện cho Xuân Lộc. Mất Dầu Dây và quốc lộ 20 bị cắt liên lạc với Biên Hòa và đang đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt khi quân đoàn 2 đang cản đến. Tướng Lê Minh Đảo và tướng Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa, ra lệnh rút bỏ Long Khánh. Sáng ngày 21 tháng 4, những tuyến phòng thủ cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại chiến dịch Xuân Lộc tan vỡ. Các lực lượng còn lại rút lui về Sài Gòn lập phòng tuyến mới. Về phía quân giải phóng, thị xã Xuân Lộc và toàn tỉnh Long Khánh được giải phóng. Chiến dịch tiến công Xuân Lộc kết thúc. Cánh cửa thép đã bị đánh sập mà không cần một phát đánh chí mạng vào thẳng trực diện, mà là nhờ quyết định vây thành diệt viện. Nếu video này hay và hấp dẫn, hãy tặng chúng mình một like, một share và một subscribe nhé. Battleground xin chào và hẹn gặp lại các bạn.